qua, người dân tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình rất bất an khi nguồn nước tại các kênh mương phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu quanh khu vực nhà máy sản xuất bìa giấy cắt tông của công ty Phúc Kiến tại cụm công nghiệp Vũ Ninh xuất hiện nguồn nước lạ màu vàng đục. Người dân địa phương cho rằng nguồn nước này là do hoạt động sản xuất của nhà máy xả ra. Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ tại các kênh mương mà ngay cả khu ruộng trồng lúa quanh khu vực nhà máy sản xuất của công ty Phúc Kiến cũng bị nhuốm màu vàng đục, xuất hiện mùi hôi rất khó chịu. Đây là nguyên nhân khiến người dân địa phương luôn cảm thấy bất an và lo lắng nguồn nước lạ này sẽ gây nguy cơ xâm hại đến môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu quanh khu vực. Sau khi ghi nhận sự việc, phóng viên đã phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vũ Ninh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Kiến Sương. Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Vũ Ninh chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Kiến Sương, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, đại diện công ty Phúc Kiến cùng sự tham gia của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hoạt động xử lý nước thải, xả thải tại nhà máy sản xuất của công ty Phúc Kiến. Sau đó, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải về để xét nghiệm. Đến nay, cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa công bố kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, thì nguồn nước tại các kênh mương và khu cánh đồng trồng lúa xung quanh khu vực nhà máy sản xuất của công ty Phúc Kiến không còn xuất hiện màu vàng đục như trước thời điểm kiểm tra. Hiện trạng nguồn nước tại đây đã dần trong trở lại như vốn có. Để người dân yên tâm sử dụng nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, rất mong cơ quan chức năng địa phương cần sớm công bố công khai kết quả kiểm tra của sự việc. Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.